các bạn hãy nhìn đây. Đây là những chai nước tiếp sức mùa thi. Hy vọng các bạn uống chai nước này vào sẽ có đủ năng lượng để vượt qua kỳ thi GFPT này. Những chai nước này sẽ được gửi tặng đến các bạn thi GFPT tại địa điểm trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm đó mình sẽ đi một vài người đến và phát tại hai địa điểm. Các bạn nhớ tìm nhá, hai địa điểm. Ok, nhớ đến, bởi vì trong này có một bí mật. Có một bí mật, đó là trong những chai nước đây có một chai nước mình đã ghi một lời chúc và ký tên ở đây. Bạn nào nhận được chai nước đó thì bạn đấy sẽ được một phần quà, đó là phần quà miễn phí một khóa học tại New World of Body. Hãy đăng ký ngay tại thời điểm đó nhá. Bí mật.